Đồ gỗ Thanh Nhuân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày đầu năm mới Tết Dương lịch, ngày 1 tháng 1 năm 2021, một ngày rất là đẹp. Ở Thanh Nhuân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ở trong cái video clip này, Thanh Nhuân xin trân trọng giới thiệu bộ nội thất phòng ăn và một bộ nội thất phòng khách của khách hàng ở An Giang. Hai khách hàng ở An Giang khác nhau. Bộ bàn ăn này gồm có 10 ghế một bàn mẫu hoa hồng Louis, gồm có 10 ghế một bàn tròn, bàn tròn hàng đỉnh cao nhất là khủng nhất, đục chạm hai mặt như nhau, ghế là đục chạm hai mặt như nhau và đục tay 100%, mẫu hoa hồng Louis và toàn bộ là được chọn vân chọn gỗ rất là đẹp, chân là vuông 8 phân, mặt dày 2 phân và cái vách tựa lưng là dày 4 phân, đục hai mặt như nhau, trường cũng vậy, cột 8 phân chân liền từ mặt đất lên và chân trụ thì rất là to, chân trụ ở dưới này rất là to và cùng 4 chân trụ xung quanh, gọi là bộ này gọi là bộ ngũ trụ rất là đẹp. Tất cả được chọn gỗ chọn vân bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Bộ sản phẩm này là của khách hàng là Bác Quát ở thành ở An Giang. Ngoài cái bộ bàn ăn gỗ hương đá ra, khách hàng còn đặt của Thành Luân, khách hàng ở An Giang Bác Quát là đặt rất nhiều hàng, một bộ bàn ghen gỗ mun nào và một bộ phòng khách cột 16 cũng là mun nào và còn rất nhiều những mặt hàng khác bằng gỗ mun, và nó đặt cả bàn ghế phòng khách bằng gỗ hương đá, nói chung là rất là nhiều những sản phẩm đỉnh cao. Đây là một trong những bộ bàn ghen mẫu hoa hồng Louis đỉnh cao nhất mà Thành Luân đã từng sản xuất rất là nhiều và các khách hàng đã ưa chuộng luôn mẫu này, rất là đẹp. Bộ bàn ghế ăn hoa hồng Louis bằng gỗ hương đá Nam Phi. Ngoài cái chất liệu gỗ hương đá Nam Phi ra, Thành Luân còn làm gỗ gõ đỏ Nam Phi và gỗ hương đá, gỗ mun và gỗ gụ. Với một bộ sản phẩm 10 ghế một bàn như thế này, Thành Luân bán với giá là 110 triệu. Miễn phí vận chuyển 50 km tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Thì mẫu này thì luôn quay rất là nhiều rồi. Đây, chân liền từ dưới lên trên, chân hậu liền mới tận trương luôn, liền tận đây luôn, xuống dưới là liền, cho nên là ghế rất là chắc chắn, không mà sợ lòng lay. Và riêng cái mẫu ghế ăn này của Thành Luân thì hàng độc quyền, không ai có thể bắt chước được, các cơ sở khác không thể bắt chước, và bắt chước chỉ gần giống thôi chứ không thể giống cái mẫu của Thành Luân được, vì mẫu của Thành Luân là làm to cao dài rộng, cũng như là cái đường nét hoa văn đục chạm là nó khác biệt so với hàng phổ thông rất là nhiều. Nếu như các bạn nào mà tình ý nhìn phát là biết ngay, mà không thì có thể để hai cái gần nhau thì sẽ biết. Mẫu bàn ghen này là rất là đỉnh cao, gồm một 8 ghế một bàn đục hoa hồng hai mặt như nhau, không phân biệt trái phải. Bộ bàn ghế ăn đục hoa hồng, và phía trong này là bộ bàn ghế nghi bảo đỉnh của anh khách hàng, cũng là anh khách hàng ở An Giang, anh Nhất ở An Giang. Bộ nghi bảo đỉnh cột 12 chân 14 gồm có 6 món, một đoạn dài, hai ghế ngắn, một bàn và hai đôn, toàn bộ là trương liền, tay liền và vách liền, liền khối hết. Các bạn nào muốn xem những hình ảnh video full HD của bộ này hoặc là rõ nét hơn thì có thể inbox vào hai số điện thoại Thành Luân gửi Zalo cho hình ảnh chi tiết cho các bác xem. Bộ nghi bảo đỉnh trương liền, tay liền và vách liền, ván mặt dày 2 phân và mặt bàn mặt đôn đục tứ linh long ni kỳ phụng rất là đẹp. Đây, mặt bàn mặt đôn đục tứ linh này rất là đỉnh cao luôn, long ni kỳ phượng. Tất cả những cái sản phẩm của Thành Luân hoàn thiện nên là đều ở làm rất là luật, làm nguội, rất là kỹ. Ngay từ lúc đầu là khâu chọn gỗ và khâu đục chạm, và cái khâu cuối cùng là khâu hoàn thiện PU rất là đẹp. Toàn bộ là sơn bằng bóng mờ O7 của Nhật, không 2K chống xước, nên là rất là bền. Cực kỳ. Bộ bàn ghế này Thành Luân cho đục chạm cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau, đục hai mặt như nhau, rất là đẹp luôn. Và các bác nào muốn xem hình ảnh được chi tiết và rõ nét hơn thì có thể vào Zalo, Thành Luân sẽ gửi ảnh chi tiết rõ nét hơn. Đây, mặt là sau cũng đục. Quay trở lại bộ bàn ghế ăn gồm có 10 ghế một bàn mẫu hoa hồng Louis của khách hàng cũng ở An Giang, cũng của khách hàng An Giang 10 ghế một bàn. Thành Luân xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách vào những đoạn video clip tiếp theo. Và một lần nữa Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.